Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái cơ chế bảo hành tại ClickBuy riêng với iPhone. Đó là anh em sẽ có hai cơ chế, đó cơ chế bảo hành 6 tháng và cơ chế 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Bảo hành 6 tháng thì như các đơn vị khác thôi. Còn với cái cơ chế bảo hành 1 năm, 1 đổi 1, đó là tất cả các lỗi anh em đều được đổi. Lỗi từ nhà sản xuất, kể cả rung chuông, loa, mic, phím, vật lý, mất nguồn, treo táo, treo cáp, mất email hoặc là không lên nguồn thì anh em sẽ được đổi một chiếc máy khác. Và chiếc máy khác được đổi này thì anh em sẽ được chọn lại từ đầu anh em nhé, chọn lại hình thức từ đầu. Anh em không vừa ý thì anh em sẽ được anh em yêu cầu chọn một chiếc máy khác. Và thêm nữa đó là chúng ta sẽ được bảo hành pin cứ dưới 80% là trong thời gian bảo hành anh em sẽ được thay miễn phí. Apple chính hãng không bảo hành pin anh em nhé. Và thêm nữa một cơ chế độc đáo nhất đó là cơ chế reset lại thời gian bảo hành. Cái này không ở đâu có nhé, nhất hệ mặt trời luôn, tôi nghĩ là nhất vũ trụ chứ không phải là mặt hệ mặt trời. Đó là cái chế độ là khi mà máy anh em bị lỗi này, anh em sẽ được reset lại thời gian bảo hành. Các đơn vị khác không có đâu, các đơn vị khác chỉ có trừ đuổi thôi. Máy lỗi 10 tháng thì được đổi một chiếc máy khác, thì chiếc máy khác chỉ được bảo hành lại 2 tháng thôi. Còn riêng tại ClickBuy sẽ là bảo hành lại reset lại từ đầu. Một đổi một nghĩa là như thế nào? Trong vòng 12 tháng sử dụng, nếu mà máy anh em dùng đến tháng thứ 10 bị lỗi thì anh em sẽ được đổi một chiếc máy khác. Và chiếc máy khác đấy sẽ lại được reset lại thời gian bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Đó, cái đó là sự khác biệt rất lớn luôn. Anh em tìm ở cả cái đất nước Việt Nam này không có chỗ nào có cái cơ chế này cả. Thế nên đấy, cái này là tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh cho anh em. Khi mà anh em mà mua hàng thì anh em cố gắng chọn lựa để ra được một cái quyết định nó đúng đắn nhất. Cảm ơn anh em.